bên kia là công viên phải không anh? Vậy? Bên kia là công viên nè. Công viên Phú Cường. Anh chị mà quen nhau qua công viên mình tâm sự mỏng về tình yêu. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh AG Vlog của mình. Thì hôm nay mình không có làm những cái video mà gọn gàng nữa, không có làm video mà gạ khách hay là cà khịa khách nữa, mà hôm nay là một nội dung của cái video này á, là như ở cái video trước á, là mình có làm một cái video là đó là mình lộn nhịp. Thì cái video đó là có bạn Mai, thì bạn Mai đang ngồi sau xe của mình, thì mình có hứa là chở bạn Mai đi một chuyến xe là về Bình Dương. Thì bữa nay mình sẽ chở bạn Mai chuyến xe Bình Dương. Tiện đó là quê của mình cũng Bình Dương mà chắc các bạn đã biết rồi, thì tiện là mình về nhà luôn. Nhưng mà khi mà về nhà thì mình không có cái gì để quay cho các bạn xem cả, cho nên thì nay giờ trên đường về cho nên mình quay cái video này. Cái nhất á là mình muốn tâm sự với các bạn, và cái thứ hai là mình muốn gửi lời cảm ơn đến với các bạn. Còn vấn đề thứ ba nữa là mình muốn thay đổi không khí chút xíu đó các bạn. Nói chung là mình không báo với các bạn biết một vấn đề này là kênh của mình đã được bật kiếm tiền. Thì nhờ có sự ủng hộ của các bạn, động viên của các bạn mà mình được như vậy. Với lại cũng có nhiều bạn góp ý cho mình, và cũng có nhiều bạn động viên cho mình. Mình cũng cảm ơn những bạn đó đã luôn ủng hộ mình, đồng hành cùng với mình trên con đường này. Thì đây là một video mình chỉ tâm sự thôi, cho nên nó là không có được vui nha các bạn. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cái video này của mình. Thì mình hiện tại mình với bạn Mai thì cũng đang trên đường về Sài Gòn nè, cho nên là mình quyết định là làm cái video này là để cảm ơn với các bạn, và nói chung là chân thành cảm ơn đến các bạn. Mình thì nói chuyện không có hay, nhưng mà mình sẽ cố gắng, mình sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn, cố gắng cà hệ khách nhiều hơn nữa. Mình sẽ cố gắng làm những video mà mang tính chất giải trí cao, và những video có tính hài hước vui nhộn cho các bạn xem sau khi mà các bạn làm việc mệt mỏi. Với lại mục đích mình làm kênh AG Vlog này á là mình muốn trải nghiệm trên những chuyến xe của mình, và muốn mang lại cái sự trải nghiệm đó lại cho các bạn xem. Là mỗi một chuyến xe mình sẽ gặp được một vị khách hàng, mình sẽ tiếp xúc với một vị khách hàng với một tính cách khác nhau và một chặng đường khác nhau. Cho nên mình muốn mang đến những video đó đến cho các bạn, là để cho các bạn cùng mình trải nghiệm. Qua đây thì mình cũng hy vọng các bạn ủng hộ mình nhiều hơn nữa, và góp ý cho mình thật là nhiều hơn nữa, để mình được phát triển kênh của mình hơn, và làm nhiều hơn nữa để phục vụ cho các bạn. Còn bây giờ hiện tại là mình sẽ chở Mai về Sài Gòn, và ở Bình Dương này là quê hương của mình, cho nên mình sẽ chở bạn Mai đi uống sữa nóng các bạn. Ở đây Bình Dương thì cái chỗ này uống sữa nóng thì nó cũng khá là ngon á, cho nên là bữa nay mình sẽ trải nghiệm uống sữa nóng ở đó, cho nên mình sẽ làm video này luôn cho các bạn xem. Nhưng nếu mà các bạn xem video của mình mà thấy video của mình hay á, thì nhớ để lại cho mình một like, một subscribe, coi như là động viên tinh thần cho mình đó mà, coi như là giúp đỡ cái kênh YouTube bé xíu của mình mà. Ủa mà em không định chào mọi người luôn hả? Không, em tính nói là mọi người có ai uống cái trà uống cái sữa nóng ở Bình Dương thì nhớ gọi anh Go Việt đi nha. Anh và nói chuyện với các bạn, nói chuyện với mọi người, nói chuyện hồi nãy giờ mà em chối rồi, em chào mọi người một tiếng. Không, em để anh nói hết đi, mới chào đó, em chào rồi cúp là nói anh thì cũng ngại quá. Thì em chào đi. Thôi mình chào các bạn nha. Hôm nay mình đi uống trà sữa nóng ở ngã sáu Bình Dương đó, quê của anh Go Việt đó. Ngã sáu Bình Dương các bạn nha, quên nói địa chỉ cho các bạn biết. Các bạn nào thích thì nhớ cho ảnh một like nha. Rồi ảnh có gì mình sẽ chở với mọi người đi đến ngã sáu Bình Dương đi uống trà sữa nóng. Quê hương anh mà. Quê hương của anh lo. Đúng rồi. Với lại các bạn có xem video của mình á, thì nhớ mà để lại cảm nghĩ của mình ở bên dưới cái phần bình luận nha các bạn. Tại vì mình rất là hay thích xem bình luận của các bạn. Tại vì từ những bình luận của các bạn á, mình có thể rút ra được cái kinh nghiệm cho bản thân mình, có thể hoàn thiện bản thân mình hơn. Cho nên nó rất là quan trọng đấy nha. Không, cà khịa thả thính lung tung nhưng mà chưa có bắt ai bắt được thính của anh hết trơn á. Không, em hy vọng các cô là chị nào mà chưa có bồ á, cứ lên coi clip của anh á, thì cứ để lại số điện thoại đi, rồi các bạn Zalo Facebook cũng được. Mai mốt đi xe thì ủng hộ anh có việc này nhiều hơn. Nếu mà ai mà muốn mình làm những video sau mà có sự xuất hiện của bạn Mai á, thì hãy like vào video này nha, ủng hộ video này. Mình sẽ dựa lên video này mà mình sẽ làm video sau với bạn Mai này. Còn bây giờ thì Death Row xuống ngã 6 anh em. Ở trước mặt mình á, nó sẽ là ngã 6 nha các bạn. Bên mé mà đối diện ngã 6 nó sẽ có một cái chỗ uống trà sữa nóng nha các bạn.
Hình như mình được biết là khu này chỉ có một cái chỗ này bán trà sữa nóng thôi, nhưng mà cái chỗ này bán rất là lâu rồi. Từ từ em ơi. Đi rồi. Gì vậy? Thêm một anh đĩa xe. Xe nào? Em muốn ngồi ở đâu? Trời ơi, quá trời đông luôn à. Ở đâu cho dễ quay. Nè, ngồi có cái ngồi đây đi, ngồi dễ quay cho này. Rất đẹp đẹp. Sữa nóng này quên đó. Trời ơi. Quên. Giới thiệu các bạn đây là ly sữa nóng rồi. Đúng rồi, đây là 2 ly sữa nóng. Bữa nay là mình uống sữa nóng. Thật sự thì mình chưa có cái clip nào mà để làm về những cái mà ở ngoài đường ngoài xá như thế này. Nói chung thì cũng rất là ngại. Thơm quá các bạn ơi. Thơm quá các bạn ơi. Các bạn uống từ từ nhanh lắm. Đây để mình quay cái cảnh cho các bạn xem. Đây là ngã sáu Bình Dương các bạn. Đây là bánh tiêu. Đúng rồi, bánh tiêu. Bánh tiêu đây rất là ngon nha các bạn. Ăn thử đi. Cùng ăn đây. Không có chỗ ngồi mà người ta phải mua về luôn rồi. Thấy ghê chưa? Không có chỗ ngồi luôn đó. Không mua về uống. Mà sữa nóng ở đây nó ngon mà. Ừ, nóng quá trời lạnh lạnh này uống sữa nóng là tuyệt vời. Tuyệt vời. Đây sự là rất là đông nha các bạn. Nãy là mình vô hồi lúc mấy giờ ta? 8:40. 8:40 hả? 8:45. Mà không có chỗ ngồi luôn các bạn. Là cái khu Bình Dương này hình như là mình được biết là chỉ có chỗ này là bán sữa nóng thôi các bạn. Là 10 năm. Từ cái thời mà mình còn học. Bạn Mai thì có làng. Làng tóc rất là dài các bạn. Rất là dài. Không biết là anh học lớp mấy nhưng mà lúc mà em người ta nói là hơn 10 năm. Lâu lắm rồi. Tại vì lúc em mới qua cấp 3, cấp 3 lớp 10 á là em đã nghĩ là rồi. Đó là Bình Dương làm là đã có ngành sữa nóng này rồi mà. Bây giờ đây là tầm tử đó rồi hơn rồi. À, quên nữa, ở đây có bánh lăng nữa nha các bạn. Ngoài sữa nóng, bánh tiêu còn có bánh lăng nữa. Thì bạn nào thích ăn cái gì cứ lại đây. Cô ơi, cho con cái bánh lăng đi cô. Ờ, cho em cái bánh lăng nữa đi cô. Ăn dĩa hả? Một dĩa thôi. Ăn cái bánh tiêu rồi. Ăn mập chút xíu không có sao. Ăn mập chút xíu không có sao. Đây, bánh lăng tới rồi đây. Rồi, có rau câu nữa nha các bạn. Quá trời luôn. Đây là rau câu dừa. Gái cái tình các bạn. Công viên đó công viên trong sáng. Công viên trong sáng, tâm sự trong sáng đi. Ngồi nè, lưng hết trơn. Đó là đâu anh em? Đông lắm. Thì đây là một, nói chung là đây là một video mình muốn gửi tới anh em. Là theo chiều ý anh em thôi, là có một số anh em kêu mình làm video về bạn Mai này. Thì hôm nay dịp là mình đi với bạn Mai từ Bình Dương về Sài Gòn. Thì mình sẽ ghé đây bao bạn Mai để ăn đã bụng luôn mấy cái món này. Đơn giản thôi các bạn, tại vì biết sao không?
mập luôn. Nếu mà dắt đi nhà hàng thì kia tốn tiền lắm các bạn ơi. Cho nên ăn mấy này nó không có nhiều cho á. Đó, cho nên mình sẽ ngon. Vâng, tuyệt vời luôn. Không tốn tiền nhưng mà cực kỳ ngon. Nhưng mà đã thích cái này chứ. Không, mà vậy có dịp đi Bình Dương thử đi, các bạn sẽ biết được. Mà vậy nó như thế nào? Em phải nói vị cho người ta. Em ăn người ta đâu có ăn đâu, người ta chỉ coi video của em thôi. Cái người ăn là em, cái người cảm nghĩ là em. Người ta chỉ ngồi ở nhà người ta coi video của em thôi. Đúng không? Ta đâu có biết được cái vị nó như thế nào, ta nghe em nói không à. Mà mai mốt lại đây ta không có, ta chửi luôn á. Không, cái này là bánh lăng ngon thiệt. Chứ không phải là giỡn, mà là bánh lăng rất là thơm, béo vừa thôi. Ăn không sẽ mập đâu, mà tại mình nói mình mập thôi chứ ăn không sẽ mập đâu các bạn. Các bạn nữ nhớ là có đi thì ăn bánh lăng đi, bánh lăng ngon lắm chứ đừng sẽ mập. Tại mình nói giỡn thôi chứ ăn bánh lăng không mập đâu. Ăn thì ta biết mình là. Đây là hai cái bánh lăng các bạn. Các bạn có đi nghe sao? Gọi ta hả? Còn, dạ. Con quay mà. Cái đi ngã 6 cho Bình Dương nhớ gửi phần Mai. Mình là Mai Cô Te nha, nhớ gửi Mai Lý nha. Mai Cô Te mới đi mới lấy le được chứ. Trai nó đẹp quá. Trai đẹp các bạn ơi, Bình Dương nó trai nó khác Sài Gòn. Mình là thiệt chứ, mình đi chơi với gái mà kỳ nhất là ngồi mà không có khen mình các bạn. Mà Mai mới đây ăn hết hai cái bánh lăng à. Hai cái bánh lăng, một cái bánh tiêu, nửa ly sữa nóng. Sữa nóng ngon quá trời, uống mình hết luôn. Anh em mà ai quý mình thì cứ để lại cái video này một like, một subscribe nha anh em. Hãy để lại cảm nghĩ về video này luôn để cho mình biết. Hoặc là anh em muốn mình làm những video như thế nào thì anh em hãy comment bên dưới phần bình luận cho mình biết luôn, để mình phục vụ anh em được tốt hơn. Thì đây chỉ là một video mang tính chất dạo chơi, dạo phố nghe thôi nha anh em. Tại có nhiều anh em yêu cầu mình làm thêm một cái video về bạn Mai nữa, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về bạn Mai nữa thì cho để phục vụ mấy anh em. Thì mấy anh em mà ai quý mình thì nhớ theo dõi hết video này. Thì thường là nó có sữa đậu nành nè anh em, rồi sữa đậu xanh, rồi bánh tiêu, bánh lăng, rau câu, ủa cậu nhìn không ta? Còn cái nữa mà cái gì quên á. Cái gì? Thì như cái nội dung của cái video này là như là lúc đầu là mình đã nói rồi, thì nó chỉ đơn giản sơ sơ như vậy thôi các bạn. Tại vì ủa anh ơi, ngoài mấy cái này là còn cái gì nữa không anh? Bánh tráng rồi. Bánh tráng, bánh tráng trộn hả? Bánh tráng đỏ. Bánh tráng đỏ là bánh tráng gì? Các bạn biết bánh tráng đỏ là gì không? Đợi mình xíu. Rồi ăn nữa rồi các bạn ơi. Đợi mình xíu nha. Mình giới thiệu cho các bạn biết luôn. Vì nói không thì chắc các bạn không biết rồi. Phải ăn mới biết được. Đúng rồi, đúng rồi. Chị ơi, cho em cái bánh tráng đi. Đâu? Rồi cho anh thử đi. Sạch hơn bánh tráng trộn nhiều. Bánh tráng đậu là bánh tráng trộn trứng cút. Đây đây đây, khái niệm ăn bánh tráng đổ nghe các bạn. Đây đây đây, mình sẽ quay gần lên cho mọi người. Đó đó. Để đây. Đây 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 đây. Đây đây. Các bạn phải lột trứng cút nha, tại vì trứng cút mình phải thả vô bánh tráng thì mình cuốn lại á. Còn cái này là đậu và hành phi nha. Để bỏ vô. Là muối, hành phi. Xoài. Ừ. Để tắt. Ừ. Trứng cút. Cái này là để nặng vô đó. Để nặng vô đây á, để mình cuốn lại bánh tráng đó. Đặt nặng vô đi. Đó. Đó, các bạn thấy không? Nhớ là anh nào ở Bình Dương là nhớ để lại số điện thoại và cái gọi là cái bình luận ở dưới nha. Để tên nữa. Để mình biết mình kết bạn với bạn là đi Bình Dương mình làm một chầu nha. Ok. Nói chung thì anh em cũng biết tại sao mà cú xe đó mình lộn nhiều mà chứ hả? Đã tính quá mà anh em. Đó đó, này bằng này làm gì, xé bánh tráng. Đó, xé bánh tráng vừa thôi. Tại vì rồi. Nhiều quá, các bạn thả vô. Một trứng cút. Này để vô. Một nắm xoài. Các bạn bóc đại đi nha, tại vì ở đây nó bình thường lắm. Nó đúng rồi, một cây dao găm, hai cây dao găm. Mình cuốn lại nha. Đó là cuốn một cuốn, hai cuốn, ba cuốn, bốn cuốn, năm cuốn. Các bạn cuốn sáu lần nha các bạn. Đây. Ủa, cái đó đâu phải? Không phải. Có nước chanh mà, phải chấm gì chanh chứ sao, chứ cuốn sao cuốn được. Ủa sao, phải cuốn này vô mà. Ăn thử. Ngon. Ngon mà cũng ngon mà. Mình thấy vừa chua lại vừa cay nữa anh ơi. Ăn cắm anh quẹt này cũng vừa thơm nhưng mà. Nó sai rồi. Ăn thử đi. Không ăn. Ăn chúng độc chết. Không ăn. Mình đi. Mình thấy nó bị sai sai giai đoạn anh em. Đây là miếng bánh tráng. Đây là miếng bánh tráng nguyên. Mình cho thêm cái trứng cút hả? Cái trứng cút nè anh em. Và mình sẽ cho thêm cái xoài. Vài miếng xoài nghe anh em. Ít hơn nghe anh em, tại vì xoài này nãy Mai ăn hơi bị chua nghe anh em. Mình thì ăn chua không có được tốt cho nên mình không có ăn. Thôi mình cho thêm miếng xoài nữa đi. Anh em cứ cho hay là mình vừa ăn thôi.
Ok, mình cho thêm ít rồi lắm. Hết cho ăn luôn anh em. Giỡn thôi chứ mình ít thôi. Một hai cộng cho găm gì đó thì anh em ăn thôi. Cái mình cuốn lại. Ủa nó có cuốn nhiêu đây thôi ta. Anh em hết rồi, anh em cuốn bánh tiêu nè, có bánh tiêu nè. Anh em bỏ cái bánh tiêu cho anh em cuốn luôn, nhưng mà riêng mình cuốn vô đây thôi. Ở đây là cái dĩa này là muối ớt. Mai nãy mày nặng chanh vô thì nó chắc là chua. Ừ, nó là bị chua. Nhưng mà có hành phi nữa. Nhưng mà hình như mình ăn sai phong cách rồi. À, cái này đổ lên. Để mình hướng dẫn, hình như mình ăn sai phong cách rồi anh em. Chứ mình thấy là cái này hơi bị sai. Ở cái này là đổ nó quá chua rồi. Đó, còn bây giờ thì mình phải chạy về Sài Gòn rồi. Mình sẽ quay vòng cho anh em xem. Dạ của con không con? Nè, còn gì vậy nè? Tính rồi. Chào anh em, tiếng đi em. Chào các bạn, mình về Sài Gòn nha các bạn. Thôi, chào tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau của mình nha. Bye bye.